Thưa quý vị, hiện nay thì hơn 1.800 tấn xỉ bụi phế thải xây dựng sau sự cố cháy tại công ty cổ phần bóng đèn và phích nước Rạng Đông đã được vận chuyển đến khu vực xử lý rác thải. Các chất thải phế thải trước khi vận chuyển đều được đóng trong bao bì, phun tẩy độc, vận chuyển bằng phương tiện được cấp phép theo quy định về xử lý chất thải nguy hại. Tất cả chất thải đều được đóng bao bì theo đúng quy trình, đảm bảo không làm phát tán ô nhiễm. Bộ Tư lệnh Hóa học đã triển khai tiêu tẩy độc. Đến nay hoàn thành khu vực 1 với diện tích 2.500 m², dự kiến hoàn thành khu vực 2, khu vực 3 trước ngày 8 tháng 10. Sau khi hoàn tất việc thu gom xử lý chất thải, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội sẽ tiến hành trưng cầu giám định độc lập để báo cáo thành phố và công bố cho người dân xung quanh.